Mình thấy người ta đua xe đạp suốt mà chưa bao giờ được thấy, nay mình được thấy tận mắt thì đúng là không phải xe bình thường. Xe đua này mình có hỏi mấy ông chú thì mấy ông chú bảo xe này mua được 3 chiếc SH150 ý đấy mọi người ạ. Ông tưởng mình không tin nên ông còn giơ lên cho mình xem độ nhẹ nữa chứ.